Xin chào các bạn, chúng ta cùng đến với tập tiếp theo giao lưu tại vườn bonsai của anh Mộ Nguyễn. Ở tập này thì mời các bạn chúng ta cùng chiêm ngắm hai cái tác phẩm Xanh Nam Điền. Hai cây này thì rất là già và cổ cây. Hiện giờ thì nhà vườn chỉ còn giữ lại được hai cái tác phẩm Xanh Nam Điền. Tập này thì hai lúa mời các bạn chúng ta cùng chiêm ngắm một số các tác phẩm Xanh Nam Điền và Si Búp Đỏ. Sau đây mời các bạn chúng ta cùng thưởng lãm những cái tác phẩm đẹp tại nhà vườn Mụ Nguyễn.